delay tiếng hay sao? Let's go. Đúng rồi, bị delay tiếng rồi. Chết rồi, nhưng bị delay tiếng này. Điên à. Người với chúng tôi này, hay là để anh đeo khẩu trang vào nhé. Ok không? Ok, để anh đeo khẩu trang vào. Có tính chất trong nhà anh em ạ. Nhảy đi đâu? Ui, rơi mẹ ra ngoài. Nằm đây với chúng tôi này, lô chiến nhá, chưa ngủ à bạn ơi. Được ok em, ok thích một tí giao lưu em ơi. Bắn lên trận nhá, bắn lên trận không giao lưu này. Em đi qua nhớ cho mình xin một like, một share nha. Có xe chặn cầu, có xe chặn cầu anh em ạ. Ơ, có bắn thính ở kia kìa anh em ơi. Chết mày ngã rồi. Tự nhiên ngã. Mấy đồng đội đã cứu nha. Em thấy thằng đồng đội kia đâu không? Đi chạy. Ha, ghê. Qua đây. Ui, lại có con boss chạy nữa kìa. Thử mình hốc thằng này đã. Ui, thì ngã mẹ rồi. Điên à. Ốp luôn. Còn anh em ơi. Không biết là thằng cam cầu ấy là bot. Bot à? Mày cam cầu này, mày cam cầu. Nè đi. Nè. Con thằng nữa đâu rồi? Thằng đứa đâu nhỉ? Được không? Cái lê cầu được không em? Đây gọi là phòng chống những cái thằng cam cầu. À đây. Ngồi nhìn này. Nhìn về chúng tôi này, để mà ngáo luôn. Đấy, người ta gọi là ngáo luôn anh em ạ. Bắn cho hỏng người ngay. Đấy. Háo luôn. Hai thanh niên ngáo luôn anh em ạ. Từ đâu đi lại xin slot anh ơi. Ok các em mình. Có xe ở đây này. Bắn giữa đông à? Đi xe máy này. Chạy ở đâu cho mắt. Chạy về chúng tôi này. Ngáo luôn. Ngáo luôn anh em ạ. Thanh niên ngáo luôn, không hiểu vì sao mình nằm lại lăn ra chết. Mãi thì bắn vừa em đi thì để bắn. Ngồi này. Có bộ hai thằng trên kia thôi anh em. Ngồi này. Ôi giời, bắn trúng chảo kìa. Nhìn. Ôi, thế mà còn trượt anh em ạ. Cộng mấy thằng mất dậy là phải kích ngay anh em ạ. Nói chuyện đàng hoàng. Còn không có ai này còn. Thì mẹ thế nó thoát rồi anh em ơi. Còn thằng nữa vẫn ngồi ở đấy này. Ngồi này. Đây bật nó yếu lắm vào đây mà nó không chết. Vô thủ. Toang rồi. Chết rồi anh em ơi. Tôi thua rồi. Con này vẫn chết tai nạn rồi. Ở cầu trời nó không thấy mình nữa.